Chào các bạn, tiếp theo cái video lần trước bác sĩ Nguyên làm về cách để giảm ngặt mũi rất là hiệu quả ngay tức thì tại nhà. Đây nè các bạn, thì rất nhiều bệnh nhân mình yêu cầu là bác sĩ Nguyên phải làm thêm một cái video nữa về cách để giảm cái hiện tượng chảy mũi các bạn, tại vì chảy mũi nước cũng rất là khó chịu. Thì hôm nay bác sĩ Nguyên xin giới thiệu với các bạn ha, là 6 cách để làm giảm chảy nước mũi nhanh chóng tại nhà nha các bạn, rất là đơn giản, các bạn có thể làm tại nhà cũng rất là hiệu quả nha các bạn. Về cách đầu tiên, cách số 1 nha các bạn, là các bạn phải uống đủ nước nha, phải bổ sung đủ nước cho cơ thể. Và đặc biệt các bạn nên uống nước ấm nha các bạn, tại vì cái hơi nước ấm đó các bạn, nó sẽ giúp cho cái tuần hoàn đường hô hấp mình khôi phục nha các bạn ha. Nó sẽ tốt hơn và làm giảm hiện tượng chảy mũi, nước rất là hiệu quả. Đặc biệt là cái loại trà thảo mộc, các bạn hay uống trà thảo mộc, nó nước trà thảo mộc ấm nha các bạn. Rồi, cách thứ hai là các bạn nên mình có thể mình xông á các bạn, xông mình xông như là ở dưới quê mình cũng có hay, hồi xưa mình cũng hay xông đó các bạn, là giống như ba ba mẹ mình đi hái một cái nồi lá cây thuốc nam các bạn, hái vô giống như sả này, chanh này, lá bưởi đồ dù như vậy, rồi mình nấu một nồi xông, rồi mình xông cái hơi nước ấm các bạn, mình trùm cái mền vô cái nồi đó, rồi mình xông xông thì cũng rất là giảm chảy mũi rất là hiệu quả các bạn ha. Hoặc là các bạn không có thời gian mình đi hái lá thì mình có thể lấy nước ấm các bạn, mình nhỏ một vài giọt tinh dầu vô đó ha, tinh dầu bạc hà đó các bạn, cũng làm giảm chảy mũi rất là hiệu quả ha. Rồi cách thứ ba là các bạn sẽ rửa mũi bằng nước muối sinh lý các bạn, cũng giảm chảy mũi rất là hiệu quả nha các bạn ha. Bằng rửa mũi có cái nhiều cách, mình có làm, bác sĩ Nguyên có làm video hướng dẫn rửa mũi các bạn, có thể rửa mũi bằng các nước muối sinh lý bằng chai xịt, hoặc là các bình súc mũi pha cái bó muối vô các bạn. Bác sĩ Nguyên cũng có làm video về cái bình súc mũi, các bạn có thể lên kênh của bác sĩ Nguyên để theo dõi ha. Rồi cách thứ tư là các bạn nên ngủ đầu cao nha các bạn, mình kê cao gối, hai gối đây, một gối dưới vai, mình kê nằm cao lên, nó sẽ giúp cho cái hô hấp của chúng ta đỡ, nó sẽ dễ lưu thông hơn, mình sẽ giảm ngặt mũi, giảm chảy mũi nước được các bạn. Rồi cách thứ năm nha các bạn hơi nghịch lý chút, nhưng mà các bạn khi mà chảy nước mũi nhiều các bạn súc họng bằng nước muối hoặc là cái nước có dung dịch sát khuẩn của Chlorhexidine nữa các bạn, bạn súc cái đó thì nó cũng sẽ làm giảm, giống như mình làm xanh sạch cái đường hô hấp của mình á, nó sẽ giúp giảm chảy mũi cũng rất là hiệu quả nha các bạn. Rồi cách cuối cùng là các bạn nên tắm bằng nước ấm nha các bạn. Tắm bằng nước ấm thì nó cũng giúp sẽ giảm sự uể oải mệt mỏi do bệnh cảm cúm đem lại các bạn, và nó sẽ giúp cho tuần hoàn chúng ta khôi phục, giảm cái hiện tượng chảy mũi rất là hiệu quả. Rồi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe.